Bà Rịa Vũng Tàu Dương Ngọc Tiến, 28 tuổi, luôn thủ súng quân dụng, bình xịt hơi cay cùng đồng phạm đưa ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu bán cho dân thì bị bắt. Huy Trái và Tiến, ảnh, Quang Bình. Tiến quê Vĩnh Long bị đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, bắt tại phòng trọ trên đường Huyền Trân Công Chúa, thành phố Vũng Tàu, khuya 29/2, 17 viên thuốc lắc, 3,5 gram ketamin, bình xịt hơi cay, khẩu súng quân dụng CZ-75 cùng 31 viên đạn bị thu giữ. Tiến khai mua ma túy của Vũ Quang Huy, 33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh với giá 11 triệu đồng về bán cho dân chơi. Súng, đạn cùng bình xịt hơi cay tại phòng trọ của Tiến, ảnh, Quang Bình. Cảnh sát sau đó bắt được Huy khi mang 100 g hàng đá, 10 g ketamin và 50 viên thuốc lắc đến phòng trọ của Tiến, Quang Bình, Les Blocs, Oi.